Đạo diễn Lâm Ngọc Vân, Dư Thúy Hoa, Nhậm Hải Đào. Biên kịch Tư Hỏa. Giám chế Lý Cơ Nghiệp. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Bạch Hiển, Tư Âm, Phàm Nữ Tố Tố, Thanh Khâu Nữ Quân. Triệu Hữu Đình trong vai Mặc Uyên, Dạ Hoa, Chiếu Ca. Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Bạch Phượng Cũ. Trương Trí Nghiêu trong vai Chiếc Nhang. Cao Vĩ Quang trong vai Đông Hoa Đế Quân. Hoàng Mộng Doanh trong vai Tố Cẩm Tiên Tử. Liên Dịch Danh trong vai Kình Thương. Trương Bân Bân trong vai Ly Kính. Vu Mông Lung trong vai Trần Chân. Và một số diễn viên khác. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tập 56. Không ngờ phải không? Cho dù ta không thể trả thương ngươi, thì phương thiên quả kích này sẽ làm giùm ta. Lý Kính, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi! Là con trai ngoan của ta. Ta vốn không thể ra khỏi Đông Hoàng Chung nhanh như vậy. Mai mà con ngươi, ngươi chỉ cần nộp mạng cho ta, Di Vu sẽ có thêm tu vi của mười mấy vạn năm. Hôm nay cũng chính là ngày Di Vu báo được thù. Ôi! À! Thiên hạ phản bội ta, ngươi cũng muốn phản bội ta? Và nguyên thần của ta tập hợp lại, phá Đông Hoàng Chung đi ra ngoài. Đó là lúc Hồng Liên nghiệp quả của ta thiêu rụi ba quan, trời đất cũng sẽ bị tiêu diệt. Là Hồng Liên nghiệp quả, Dược Quân đã quay trở về rồi. Dược Quân quay về rồi. Vũ Nhi. Đế Quân,
Tiểu Điện Hạ bị làm sao vậy? Mau, mau đến Cung Luân Hư tìm Mặc Quyên. Dạ. Không, không kịp nữa rồi. Đến Thành Khâu. Thành Khâu là gần nhất. Bà Thiện cũng biết thuật pháp phong ứng. Dạ. Tiểu Xu nghe lệnh. Có thật. Cô, Thái tử Điện Hạ vẫn đứng ngoài cửa động, không hề rời đi. Nếu ngươi còn nhắc tới cái tên này nữa, ta sẽ đánh ngươi trở lại nguyên hình đó. Sao đột nhiên lại trở trời về Mê Cốc? Cô, tôi không biết nữa. Chàng còn ngoài đó sao? Dạ phải cô, vẫn còn đứng ở dưới mưa đó. Hôm nay tôi chết ở đây, ông trời không cản được nữa. Có ta ở đây, cô không chết đâu. Lát nữa ta sẽ dùng nguyên thần ngăn cản hắn trong chốc lát. Pháp lực cô ta mất một nửa, chỉ có thể ngăn cản hắn thời gian ngắn. Cô nhất định phải nhanh chóng đi khỏi đây, đi tìm cô, tìm tiểu thúc của cô. Không, tôi không đi. Đừng bướng bỉnh nữa. Tôi không có bướng bỉnh. Tôi đã nói phải cùng sống cùng chết với ngài rồi mà. Không ai có thể cùng sống cùng chết với ta. Ta dùng mạng bảo vệ chúng sinh, tự đoàn nhân duyên. Nếu như ta ở bên cô thì tứ quan sẽ bị chiến quả không ngừng, sinh linh đồ thang. Ta và cô cũng không được chết yên thân. Bạch Phượng Cửu, cô không phải một nữ nhi bình thường. Cô là nữ đế tương lai của Thành Khâu. Đừng bướng bỉnh nữa. Tôi không có bướng bỉnh. Đế quân, ngài sống tôi sống, ngài chết tôi chết. Nếu như bây giờ ngài có thể khắc chế được kình thương, tôi sẽ không ngăn cản ngài. Cùng lắm thì tôi chết cùng với ngài. Nhưng bây giờ ngài đấu không lại hắn, ngài ngay cả một phần công lực cũng không có. Tôi không thể để ngài tìm đến cái chết một cách vô ích được. Đừng mà. Tránh ra. Trời phải ngài đánh chết tôi. Hôm nay ta sẽ khiến cả thiên hạ chôn chung cùng với ta. Ta cứ không trốn thoát được đâu. Ủa gì? Cô ra ngoài đi. Nhìn một cái thôi cũng được mà. Ta không thể bước ra ngoài được. Tiếng mệnh tinh quân cầu kiến cô. Sóng Nhược Thủy xảy ra chuyện rồi. Ngài nói cái gì? Đông Hoàng Trung xuất hiện hiện tượng lạ. Đế quân nói chỉ có cô mới biết cách phong ấn Đông Hoàng Trung. Kình thương giải trừ phong ấn rồi sao? Khi tiểu tiên tới đây thì chưa, nhưng có vẻ sắp rồi. Mê Cốc, chuyển lời tới tứ ca đến Nhược Thủy giùm ta. Dạ. Thiển. Bảo vệ đế quân. Thổ địa, năm đó Mặc Quyên thượng thần cũng không đánh lại hắn. Ta và ngài chỉ là tiểu tiên, sao mà đối phó được chứ? Ta là thổ địa của vùng này, cho dù không đấu lại thì cũng phải liều mạng. Cho dù nộp mạng thì cũng phải sống chết một phen. Thổ địa, kinh thương, thổ địa ta ở đây canh giữ ngươi 7 vạn năm qua. Ngươi đừng hòng thoát khỏi mảnh đất này mà đi gây họa khắp mọi nơi.
Mẫu địa. Cô tránh ra. Lâm, là ngươi sao? Không sai, Kình Thương, chính là ta. Không ngờ ta phong ấn ngươi chưa được 300 năm thì ngươi đã thoát ra được rồi. Bổn quân đang đợi ngươi và Mạc Quyền đến. Chính là sư đồ các ngươi nhốt ta hơn 7 vạn năm. Bổn quân muốn báo thù rửa hận, muốn lấy mạng của hai sư đồ ngươi đó. Khẩu khí lớn quá hả? Chàng dùng pháp khí gì vậy? Mau thả ta ra. Dựa vào sức lực của nàng không đánh thắng được Kình Thương đâu. Cứ để cho ta. Tu vi của chàng đã cho sư phụ hết rồi, chàng không thể đấu với hắn ta được. Canh chừng nàng ấy đi. Dạ qua. Dạ qua. Dạ qua. Mau thả ta ra. Chàng làm như vậy là tìm tới cái chết. Thượng thần đừng rồi. Pháp khí này quả thật quá kỳ lạ, tiểu tiên không cách nào giải được. Giúp ta gọi Đông Hoa Đế Quân đi. Hiện giờ Đông Hoa Đế Quân mất một nửa tu vi rồi, không bằng tiểu tiên nữa đó. Đế Quân, tiểu điện hạ. Kình Thương, nếu như muốn đấu thì hãy ra đây đi. Mạc Quyền, cuối cùng ngươi cũng tới. Ngươi là ai? Tôi không phải là Mạc Quyền. Thái tử Thiên Tộc. Dạ qua. Cái gì? Kình Thương lại thoát rồi à? Hủy. Giật quân của chúng ta quay về rồi. Chúng ta hãy giết sạch bọn chúng. Thiên hạ sẽ là của chúng ta. Giật binh, đừng có ở đó mà hung ác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hôm nay bại dưới tay ngươi, bổn quân không phục. Nếu không phải vết thương mấy vạn năm trước vẫn chưa hồi phục, nếu không phải hôm nay bị tổn thương nguyên khí ở chỗ tên lịch tử kia, thì ta sẽ không thua ngươi đâu. Dạ qua. Nhưng cuối cùng thì ngươi đã thua. Dạ qua mất nhiều tu vi như vậy mà vẫn có thể thắng Kình Thương. Dạ quân. Dạ quân. Dạ quân. Kình Thương, ngươi đã làm gì? Chẳng qua bổn quân dùng thời gian 7 vạn năm hợp mạng của ta với lại Đông Hoàng Chung mà thôi. Nếu ta chết, Đông Hoàng Chung sẽ thả hồn liên hiệp quả ra để cho các ngươi chết cùng với bổn quân. Không sao đâu, vết thương như vậy không là gì cả. Dạ qua. Chàng cố tình đút máu vào trong đúng vậy không? Chàng đừng như vậy mà, đâu cần chuyện gì cũng phải nghĩ cho người khác. Dạ qua. Chàng nói thật đi, có phải chàng sắp chết rồi không? Dạ qua. Mặt Quyên tỉnh rồi, nàng và Quỳnh ấy ở bên nhau đi. Quỳnh ấy sẽ chăm sóc cho nàng, Quỳnh ấy sẽ làm tốt hơn ta. Ta yên tâm. Đừng mà. Thiện. Từ đầu đến cuối ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Đừng quên ta. Đừng quên ta. Đừng mà.
chàng gần chết mà. Chàng ráng chịu đựng một chút, ráng chịu đựng một chút. Ta đưa chàng đi tìm sư phụ, sư phụ nhất định sẽ có cách mà. Dạ qua, dạ qua, chàng đừng chết mà. Ta cầu xin chàng, chàng đừng chết, đừng chết mà. Nếu chàng chết, ta sẽ đi tìm chiếc nhang, lấy thứ thuốc đó uống. Ta sẽ quên đi chàng đó. Một mình ta sẽ sống thật tốt. Ta không còn nhớ tới chàng nữa đâu. Dạ qua, chàng có nghe chưa? Như vậy cũng tốt. Chàng, dạ qua, dạ qua, đừng mà, dạ qua, chàng đừng đi mà, dạ qua. Thiên quân, Kình Thương thoát khỏi Đông Hoàng Chung, dùng hồng liên nghiệp quả để quỷ diệt thiên địa. Thái tử điện hạ đã dùng nguyên thần trấn áp Đông Hoàng Chung. Cái gì? Người nói thái tử sao? Tại sao lại vậy? Không phải đế quân nói Đông Hoàng Chung phải 7 vạn năm nữa mới giải phong ấn sao? Hình như thái tử điện hạ đã biết trước. Trước lúc ngày lịch kiếp đã dặn Thiên Xu canh chừng Đông Hoàng Chung, nhưng có điều không ngờ là ngày ấy vừa quay lại thiên cung thì Lạc Tư, Lạc Tư, sư phụ, người có nghe thấy tiếng chuông không? Còn nghe thấy tiếng chuông vang lên, hình như truyền từ bờ Nhược Thủy. Chính là Đông Hoàng Chung. Sư phụ, không phải là Kình Thương sắp ra nữa chứ? Sư phụ, sư phụ, người không thể đi được, để đệ tử đi cho. Đã kết thúc rồi. Có người dùng nguyên thần phong ấn Đông Hoàng Chung rồi. Đông Hoàng Chung khởi động thì đã sao? Chúng thần bát quan bị thiêu rụi thì đã sao? Trước sau gì chúng ta cũng ở cùng một chỗ mà thôi. Sao chàng lại bỏ lại mình ta? Dạ quá, sao chàng bỏ lại mình ta? Tiểu Ngũ rất cố chấp, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mất cả mạng quá. Người xem bây giờ phải làm sao đây chứ? Tao không biết nữa. Lúc trước là sư phụ của nó, bây giờ thì là hôn phu tương lai. Tiểu Ngũ kiếp này đã nếm trải đủ mùi vị của sinh ly tử biệt rồi. Phải, trước mắt sắp thành hôn với Dạ Hoa rồi, thế này thì phải làm sao chứ? Thượng thần, ta phụng lệnh của thiên quân đem di hài của thái tử điện hạ quay về, mong là ngài can thiệp giúp ta. Ngươi quay về đi. Ta thấy là Tiểu Ngũ muốn ở bên cạnh thái tử điện hạ của các người ở bờ Nhược Thủy này cả đời rồi đó. Cô, cô,
Cô, con xin người nghĩ thoáng một chút đi. Người chết rồi không thể sống lại được đâu. Người còn có Tiểu Cửu mà. Người có con và các vị sư bá. Người còn có cả Thanh Khâu nữa. Cô à. Cô, người đừng như vậy mà. Người đừng như vậy, Tiểu Cửu sợ lắm. Cô à. Cô à. Sao rồi? Đồ đệ của ngài quá thâm tình, ai khuyên cũng không nghe. Thập thức, sư phụ người tới rồi. Nhất định người có cách cứu Dạ Hoa đúng vậy không? Đông Hoàng Chung là do người lập ra kia mà. Nhất định người phải có cách chứ. Thập thức, làm bộ quan tài để Dạ Hoa lên đường đi con. Sư phụ, người đừng nói đùa với con như vậy chứ. Con có thể đợi mà. Đừng nói đợi 7 vạn năm, bao nhiêu năm con cũng có thể đợi chàng. Sư phụ, đệ ấy đã ngừng thở rồi. Lúc đó sư phụ dùng nguyên thần phong ấn Đông Hoàng Chung, ai cũng nói người đã tan thành mây khói, nhưng cuối cùng thập thất vẫn đợi được sư phụ trở về mà. Dạ Hoa nhất định sẽ trở về mà. Chàng nhất định sẽ trở về mà. Cho dù có đợi thì cũng nên để Dạ Hoa thoải mái. Cứ ngồi ở đây mãi cũng không giải quyết được gì đâu. Sư phụ nói rất đúng. Lúc trước con từng hứa với Dạ Hoa, sẽ đưa chàng trở về Thanh Khâu, nhốt chàng trong động Hồ Ly, để chàng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy mình con. Con sẽ đưa chàng về Thanh Khâu. Con về trước đi. Chuyện gì vậy? Tính làm sao đây? Đúng đó, anh nói sao đi? Đế quân, đi đi. Chuyện này phải làm sao đây? Phải làm sao đây chứ? Phải đó. Làm sao đưa được tin đến sau đây chứ? Đúng, đợi lâu lắm rồi. Phải làm sao đây? Biết làm sao khó nghĩ mà. Phải rồi, đi qua đi. Đúng rồi. Làm sao bây giờ? Chư vị thần tiên, nơi này vốn là nơi ở của nhiều thế hệ Thanh Khâu đế quân. Cô nhà ta bây giờ là một trong những nữ quân của Thanh Khâu Ngũ Quan Ngũ Đế. Tuy Thanh Khâu không có nhiều quy tắc như là thiên tộc, nhưng mà nơi ở của nữ quân
không thể để bất kỳ ai ra vào. Chuyện này phải làm sao đây? Phải làm sao đưa được tiên thể về đây chứ? Chúng ta không biết cô cô là Thanh Khâu nữ quân, biết được cô cô và Thái tử Điện Hạ là phu thê trong tương lai. Chỉ là Thái tử Điện Hạ không phải thần tiên tầm thường, đó là trữ quân của Cửu Trùng Thiên bọn ta. Bây giờ Thiên quân đã phái bọn ta tới đón Thái tử Điện Hạ, nhưng cô đúng cô vậy. Ngươi tiểu tiên nhân, bọn ta cũng khó xử lắm đó. Đúng vậy. Mong tiểu tiên vào trong khuyên nhủ cô cô, giao di hài của Thái tử Điện Hạ cho bọn ta đi. Cô cô của ta trong đó vừa mới nói, bất kỳ ai cũng không được phép vào trong. Mong các vị hãy quay về đi. Thấy cô cô như vậy chắc chắn không chịu giao Thái tử Điện Hạ cho chúng ta rồi. Đã 10 ngày rồi, ta thấy chúng ta nên quay về Thiên Cung xin lệnh đi. Chắc phải lại còn cách nào nữa. Không còn có quyền ở đây cũng vô ích thôi mà. Cô cô à, Ali vẫn ở Thiên Cung, có cần đón Điện Hạ về Thanh Khâu hay không? Ngươi không thấy ta đang chăm sóc dạ qua sao? Tứ ca cũng không biết nên khuyên muội thế nào đây. Thượng thần, ngài coi cô cứ suốt ngày như vậy, lỡ như hại tới sức khỏe thì phải làm sao? Ta kê cho đơn thuốc, ngươi đem nấu ngay rồi dụ nó uống. Cứ cho nó ngủ một giấc đi rồi tính. Vậy giờ ta sẽ đi ngay. Tố Cẩm, ngươi là tiên nga giữ chuông nhưng lại không làm tròn chức trách, không thông báo lên thiên đình kịp thời. Hại dạ qua đối với Kình Thương bị lâm vào thế nguy nan, phải dùng nguyên thần phong ấn Đông Hoàng Chung. Ngươi có biết tội ngươi không? Nô tỳ, lúc đó nô tỳ thấy có rất nhiều thượng thần ở đó, nô tỳ không muốn gây thêm phiền phức cho họ. Tu vi của nô tỳ cũng không có tác dụng gì. Khi xưa nhân tộc của ngươi đã vì thiên tộc, thừa biết trước mặt là con đường chết, cũng xông lên không chút do dự. Còn ngươi lại chẳng giống cha mẹ ngươi chút nào. Bổn quân đúng là thất vọng về ngươi vô cùng đó. Thiên quân, Tô Cẩm xin Thiên quân hãy tha cho Tô Cẩm lần này đi. Ngài tha cho Tô Cẩm lần này đi Thiên quân à. Người đâu? Thiên quân, làm theo luật của thiên tộc, đầy Tố Cẩm ra khỏi Cửu Trùng Thiên, mãi mãi không cho vào hàng tiên. Đưa xuống đi. Dạ. Dạ. Bạch Thiển Thượng Thần, thân phận tôn quý, người của bổn quân phái đi, không dám làm khó cô ta. Không biết đế quân có thể hạ mình đến Thanh Khâu một chuyến, giúp hai đứa con của bổn quân đón dạ qua về hay không?
trận chiến Nhược Thủy, bốn đế quân cũng có ở đó. Lúc đó bỏ đi, nếu Thiên Quân đã nói như vậy, vậy ta sẽ đi cùng hai vị hoàng tử một chuyến vậy. Thiếp cũng muốn đi. Có đế quân và mọi người, nàng không cần phải đi đâu. Thiếp muốn xem Tô Tô đó, Bạch Thiện, phải làm sao mới chịu trả con của thiếp lại cho thiếp. Đứa con mạng khổ của thiếp. Sống chưa? Không biết thang thuốc chết nhang kê có tác dụng gì không nữa. Không biết có làm cô ngủ được một ngày hay không. Ta lo cứ tiếp tục như vậy thì trên trời chắc sẽ phái thiên tướng xuống giành lại thái tử điện hạ về quá. Ai mà biết được. Có người vào động hồ ly. Cửu tham kiến Đông Hoa đế quân, đại điện hạ, tam điện hạ, Lạc Tư nương nương. Không biết có thể bẩm báo một tiếng không? Bọn ta đến để đưa Dạ Hoa về cung. Được, đế quân ở đây chờ một lát, tôi sẽ báo với cô. Lạc Tư. Bạch Thiển thượng thần, lần này bốn đế quân đến là có một thỉnh cầu. Tuy rằng ta đã hiểu rõ cô và Dạ Hoa tình thâm nghĩa trọng, nhưng từ sau khi Dạ Hoa ra đi, Thiên Quân và phụ mẫu của Dạ Hoa cũng chưa được gặp con mình. Thiên Quân vô cùng coi trọng vị trưởng tôn này, nghe được chuyện này đau lòng vô cùng. Một lão nhân gia đã mười mấy ngày rồi không nhìn thấy xác của cháu mình, về tình về lý đều không thể chấp nhận. Cho nên lần này các người đến đây để đưa Dạ Hoa đi sao? Đúng vậy. Phu quân và mẫu phi của Dạ Hoa đã chuẩn bị xong quyền tinh quang để đưa Dạ Hoa trở về, mang vào thánh địa thiên tộc Vô Vọng Hải thờ cúng hương quả. Các người không thể đưa chàng đi. Chàng đã từng hứa với ta muốn ta đưa chàng về Thanh Khâu mà. Mỗi khi ta nghĩ biết đâu cô là người phạm Tố Tố đó, thì trái tim ta lại quặn thắt lại. Thật không ngờ đây là sự thật. Dạ Hoa của ta đã tạo ra nghiệp gì mà ba lần bảy lượt phải rơi vào tay cô. Lúc cô là người phạm Tố Tố, nó vì cô mà không màng tới điều gì, thậm chí cũng muốn từ bỏ ngôi vị thái tử, món nợ của cô với Chiêu Nhân công chúa. Thiên Quân phạt cô phải đền đôi mắt cho cô ta, sau khi sinh Ali thì sẽ bị thiên lôi đánh 3 tháng. Nhưng rồi cô chỉ đền cho cô ta đôi mắt mà thôi. Dạ Hoa lại vì cô mà phải chịu lôi đình. Còn cô thì loạn lên, chạy đi nhảy xuống Tru Tiên Đài. Dạ Hoa nó cũng nhảy theo cô. Nếu đây là một kiếp để cô thăng làm thượng thần, vậy Dạ Hoa nó được gì chứ? Từ lúc nó gặp cô chưa có lúc nào vui vẻ hết. Nó vì cô hy sinh nhiều như vậy, còn cô đã hy sinh những gì cho nó? Chẳng có gì hết. Cô chỉ biết ung dung mà chiếm lấy nó,
Bây giờ thì nó chết rồi, cô còn muốn chiếm cả thi thể của nó. Ta chỉ hỏi cô một câu thôi, Bạch Thiện, cô dựa vào đâu mà làm như vậy? Đủ rồi. Tiểu Nhi giết Diệt Quân Kình Thương, dùng nguyên thần ngăn cản Đông Hoàng Chung, quý diệt cửu trùng thiên. Đây cũng là hy sinh vì thiên hạ, và cũng đã được phong danh rồi. Lạc Tư vì thương con nên có những lời mạo phạm, mong thượng thần đừng có để trong lòng. Nhưng thượng thần giữ lấy tiên thể của Tiểu Nhi quả thật thì không hợp lý. Tuy rằng Tiểu Nhi cùng thượng thần có hôn ước với nhau, nhưng mà chưa thành thân. Thượng thần giữ lấy tiên thể của Tiểu Nhi về tình về lý đều không hợp. Khi Tiểu Nhi còn sống là thái tử thiên tộc, thiên cung chúng ta có một số quy tắc không thể không làm theo. Cho nên vẫn mong thượng thần để ta mang tiên thể về, chôn ở vô vọng hải của tam thập lục thiên. Mong thượng thần toại nguyện. Sure.